Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Trước mắt cô chú anh chị là đường số 12, là tuyến đường giữa An Dương Vương và đường số 12 thuộc phường 16, quận 8, gần với bến Phú Định. Trên tuyến đường này hiện có một miếng đất đang có nhu cầu bán. Xin giới thiệu với cô chú anh chị. Miếng đất với diện tích ngang là 6m, chiều dài là 18m. Diện tích đất được công nhận trên sổ là 108m2. Hướng chính của miếng đất là hướng Nam. Tiện xây dựng mới trệt 2 lầu sân thượng. Giá chủ đang chào bán là 8,2 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ về số điện thoại 078 75 72 158. Số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm các thông tin cô chú anh chị cần. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.